Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở chợ Kinh Tám ở xã Thanh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay xin quý vị giới thiệu với quý vị là về cái chợ này, để mà quý vị ở xa có thể khi mà Lâm quay thì có thể xem các nét thay đổi của nó như thế nào nhé. Đây là ở ngoài quốc lộ 80 nè quý vị. Chợ chỉ đông vào buổi sáng hoặc là buổi chiều một chút thôi. Bán được không cô? Tết bán không được hả? Năm rồi bán được không? Năm nay là bán ế hơn á cô. Ủa là người ta không đi chỗ chỗ khác mua hay là người ta không có người đi chợ ở trên thành phố, người ta không có về. À người ta không có về hả cô? Dạ. Chứ con tưởng đâu là người ta đi mua chỗ khác nhiều hơn á. Rồi đem về nhiều dữ vậy hả cô? Ế bể nợ luôn. Nắng nữa không anh mua. Dạ khó quá cô ha. Con quay cái này gửi cho cô bác đi, ở xa người ta luôn cô. Dạ. Cảm ơn nha. Cảm ơn cô. Dạ con quay cái test thay đổi ở cái chợ của mình như thế nào á, mà có thay đổi nhiều không cô? Chợ này không thay đổi. Vậy đó hả? Nhưng mà ngày xưa tới giờ là từ đây vô trỏng là có di dời không, hay là chỉ ở đây ngày xưa giờ? Mấy chục năm rồi. Ờ. Bán như không được hả cô hả? Hả? Bán như không được hả? Thấy còn đồ y nguyên à. Bán đi. Ờ. Dạ. Năm nay ít khách thôi. Dạ. Con đi quay chợ. Dạ. Mà bán không có được. Thấy cô ấy cổ về luôn rồi, cổ nghỉ bán luôn. Bán hết. Đi công an được. Cô chạy vòng vòng hả cô? Dạ. Đi công an được rồi. Dạ. Con đi vòng nữa. Dạ. Đó trời, thấy quá hàng. Đi lên như tiếng này nè. Dạ không. Đi lên này chạy lên. À. Cô ơi, con thích quay cô mà cô không cho quay thì tao có quay được. Ờ, phải giờ quay cổ thì cổ bắn nước mát, quay cổ đi. Dạ. Ở đây là ngay đầu Kinh Tám luôn đó quý vị. Ở đây là đường vô Kinh Tám nè quý vị. Nó còn thấy rất là nhiều hàng hóa nhưng mà như không có bán được. Dạ cái này đang quay clip anh. Clip là làm gì? À, quay cái nét thay đổi của chợ Kinh Tám mình cho các cô bác ở xa người ta coi. Dạ. Mà anh thấy có thay đổi nhiều không? Thay đổi chứ, mỗi năm mới thay đổi mà. Dạ. Cái này mình đi cái biểu biểu nè, cái này có thay đổi nè. Dạ. Quay cái vụ mà đụ mấy ô nhiễm môi trường kìa. Đó, kêu múc kinh cho thông thoáng, làm sạch cho dân chúng dân cư ở đây mà nó đéo múc, mà tấp vô nó lấp cái nước xả của người ta luôn. Vậy nước đó quạt của người ta luôn. Đó, đó mày thấy không?
mà trong đây tới mấy chục ngàn hecta ruộng đủ mẹ ruộng mấy bao nhiêu ngàn hộ dân người ta sống nè. Nó mày quay cái đó gì đâu, nó thay đổi đó gì đó. Ồ, ở đây rác cũng hơi nhiều rồi. Ông đâu vậy? Quá trời. Bác cho con hỏi cái. Rồi, quay bác được không? Sao? Quay bác được không? Quay tôi à. Không. Hỏi ở đây coi cuộc sống ở đây có mấy năm nay có ổn không mà bác? Dạ. Ủa cái này con đi hết cái vòng này là đi quẹo vô chợ được nữa không? Ở đây nè con đi tới rồi quẹo vô chợ nữa được nữa không? Ở phía trong không có đường đâu giờ. À vậy phải đi ngược lại hả? À dạ. Cảm ơn. Không, chú không cho thôi. Dạ. Để con quay ngược lại. Đá gãy mà nhảy thua đi về nhà là thua luôn á. Bức xúc. Cái này ông không có nào có à tấu tài xỉu. Cái này là ông sao? Bún là số đẻ thua luôn. Không. À. Đây là cầu kính 8 luôn nè quý vị. Sau đây Lâm sẽ đi vào khu vực chợ nha. Ở trong nhà lồng chợ đó quý vị. Chợ thì Lâm có hỏi một số bà con thì xưa giờ vẫn ở đây chứ không có di chuyển hay là chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. Rồi, không có giỡn nữa rồi, nghỉ giỡn luôn rồi. Con gái vô nằm ngủ luôn. Con gái vô nằm ngủ. Dạ. Ủa bác, mấy năm nay bán không như mấy năm trước hả? Đúng rồi, năm nay bán không chạy hả bác? Coi như là tệ hơn mấy năm trước nhiều. Ồ, dạ. Mấy nay cái mức mình tiêu thụ là quá không được còn nữa đâu. Dạ. Ủa cô thuê cái này khá nhiều chưa cô? Cô thuê giá rẻ luôn. À ở dạ. Ngoài hành lang. À hành lang, dạ. Khá còn ngoài này ngoài chứ này. Dạ. Con đi vòng cái cô. Dạ con cảm ơn cô. Buổi sáng là Lâm còn thấy có các cô bác đi mua đồ chứ còn buổi trưa này thì không thấy. Đồ rất là hàng quá rất là nhiều nhưng mà không thấy mua bán được bao nhiêu hết. Tới khoảng Lâm đang đi là lúc 1:30 đó quý vị, mà em thấy hàng quá còn rất là nhiều. Cô ơi, như bán không được hả cô, con thấy hàng quá còn nhiều quá vậy cô. Gì đó hả? Dạ. Quá là nhiều hàng rồi.
Nếu mà chợ thật sự đông thì giờ này hàng quá sẽ không còn nhiều đâu quý vị. Mà còn thấy còn y nguyên à. Ở đây thì các cô bác đã dẹp hết rồi, không có còn nữa. Khu nhà lòng chợ thì Lâm chỉ thấy có ba đường đi vào thôi là hết cái chợ rồi quý vị. Chú, cái này mình bán được không chú? Con thấy đồ còn nguyên hết trơn. Bán ế. Dạ. Ở đây Lâm thấy một số cái còn phía trước thì còn đóng cửa nữa đó quý vị. Cái này mình bán được không cô? Mình bán được không? Ồ, người ta đi chợ khác hay là sao cô? Hay là chợ khác mà dân ở đây ít lắm, giờ mấy cái chợ người ta cũng có mở nữa. Rồi chợ này rồi phân tán ra rồi. Nhân dân người ta đi Bình Dương nhiều, nhà còn hai người già già đó. Con thấy mấy hàng quá còn y nguyên, không thấy bán được gì chứ. Ở đây con ủa vậy là sống cũng khó, đời sống khó khăn hơn hả cô? Cái này cô thuê tháng là nhiêu cô? 700 ngàn. Dạ tính ngàn. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con đi vòng. Chợ có dù nhộn nhịp thì cũng chỉ buổi sáng thôi quý vị, nhưng mà chỗ đó chỉ là một phần thôi chứ thật sự rất là khó khăn trong mua bán hiện giờ.
cô ơi, mình bán được không cô? Sao thấy còn nguyên hết trơn à? Không có người đi chợ vậy. Dạ thấy quá trời. Chợ rất queo, có người đi chợ. Dạ. Con thấy còn nguyên hàng quá hết trơn à. Dạ. Người đi, bán không có người mua. Dạ. Thấy buổi sáng đông nhưng mà cũng đâu có mua gì hả cô? Đâu có mua bán gì nhiều. Chợ đi chợ nãy giờ ít người đi chợ lắm, ta đi Kinh Năm. Đi Kinh Năm mới đắt chứ. À. Nhưng mà nếu mà bà con ở Kinh 8 với Kinh 7 á, thì đi chợ này nhiều không hay là không. Người ta cũng trong bán kinh chứ? Bán đầy à, nó bán trong kinh này giờ không ai ra chợ. Trong kinh giờ chợ này nhà, nó bán nhà thờ đó. Đó, chỗ nhà thờ nó mới chợ. Chợ nhà thờ là ngay Kinh 7 hả cô? Kinh nào cũng bán có. Bán đầy hết đây trong kinh. Giờ tôi đâu đi chợ, hồi xưa thì không có kinh thì là không có chợ, tôi đi chợ mình thôi, ngay đông. Dạ. Bao nhiêu năm nay không có đông. Ờ với con thấy xe đẩy đi đi bán nữa thì phải. Xe đạp, rồi xe Honda đi đường người khác nữa. Dạ. Rồi ủa con nghe nói là bà con đi đi Bình Dương làm chắc cũng nhiều. Đi chân, biết đi làm hết trơn. Ờ dạ, hèn chi con quay cái chợ thì con thấy chợ nào cũng có cảm giác là ế hết trơn, không có chợ nào mà rồi xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Làm cho các vị xem đoạn cho nó hết khu vực chợ này luôn. Đây là Kinh 8 chạy xuống Kinh 7 đó quý vị.